everyone to Miss Hoa Communication English. Chào mừng mọi người đã đến với một video clip nữa của tiếng Anh giao tiếp Miss Hoa. Mình là Huyền Vy và bây giờ chúng ta sẽ đến với chủ đề của ngày hôm nay nha. Video lần trước thì chúng ta đã nói về các cặp từ nhầm lẫn, tức là có phụ âm đầu giống nhau, nguyên âm giữa giống nhau và bây giờ sẽ là những phụ âm cuối cùng khá giống nhau nhé. Để bắt đầu video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau chơi một trò chơi nho nhỏ nha. Trò chơi này là một trò chơi cực kỳ đơn giản, tức là Vy sẽ đọc một từ vựng, mọi người sẽ đoán thử xem Vy đang đọc từ A hay là từ B nhé. Ví dụ chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu xem. Cash. Cash. Watch, watch. Fish, fish. Mad, mad. Không biết là nãy giờ các bạn đã chọn được cho mình phương án đúng chưa? Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau giải từng cặp một nhé. Đầu tiên vì có cash và catch. Như vậy các bạn dễ dàng nhận ra được rằng từ vựng mà hồi nãy Vy đọc chính là cash. Vậy đáp án đúng chính là câu A. Các bạn ơi, đây là cặp âm mà chúng ta dễ dàng nhầm lẫn, đó chính là âm sh và ch. Vậy nếu như chúng ta không kỹ càng thì ở đây chúng ta có cash là tiền nè, catch ở đây là chụp lại, chụp lại. Vậy chúng ta hoàn toàn có thể nhận ra được sh và ch là hai âm khác nhau và nghĩa của hai từ vựng này cũng hoàn toàn khác nhau. Chúng ta hãy cùng Vy đọc lại nha. Cash, cash, catch, catch. Và nhớ với Vy rằng âm sh là một âm giống như kiểu mình đang kêu người khác im lặng ấy. Sh, sh. Còn âm ch lại là một âm đơn giản. Các bạn ơi, chúng ta hãy đọc từ vựng chờ đợi, nhưng đọc theo kiểu của người miền Bắc nhé, tức là chờ đợi, chờ đợi. Thì ở đây âm ch, ch chính là cái âm tương tự như chữ chờ đợi, chờ đợi. Được không mọi người? Vậy bây giờ chúng ta sẽ đọc lại nhé. Cash, cash và catch, catch. Tuyệt vời. Cụm tiếp theo vì cũng có một cụm tương tự luôn, cũng là âm sh và âm ch, đó chính là wash, wash và watch, watch. Vậy mọi người ơi, đối với hai cụm này thì chúng ta đã nhận ra được rằng nó cũng có thể nhầm lẫn giữa âm sh và âm ch. Và trong trò chơi vừa rồi thì Vy đã đọc nó là từ wash. Vậy nên các bạn ở đây nhớ lưu ý rằng đây là từ vựng wash kết thúc bằng âm sh nhé. Còn trong cặp từ vựng tiếp theo thì đây lại là một cặp âm hoàn toàn mới, dễ gây nhầm lẫn khác, đó chính là fish và fix. Các bạn ơi, từ fish đang kết thúc bằng âm sh, nhưng fix lại kết thúc bằng âm s. Từ vựng fish đang kết thúc bằng âm sh. Sh ở đây là trong từ vựng sung sướng của người Việt Nam mình đấy. Còn bên này là fix là âm s. S ở trong từ vựng xinh xắn của người Việt Nam. Vậy chúng ta hãy cùng nhau đọc hai từ vựng này nha. Fish, fix, fish, fix. Vậy trong trò chơi vừa rồi thì đáp án đúng của Vy chính là fish, con cá đấy. Các bạn ơi, vẫn còn một cặp từ vựng nữa mà hồi nãy trong trò chơi Vy đã đánh đố mọi người đấy. Đó chính là cặp mad. Vậy các bạn, mad và mad khác nhau chỗ nào vậy ta? Đó chính là âm đuôi của nó. Mad là âm d, còn mad là âm t. Vậy các bạn nhớ lưu ý phân biệt giữa hai âm này nha. Mad là điên cuồng hoặc là giận dữ, còn mat là cái thảm, cái chiếu của chúng ta. Vậy bây giờ tụi mình hãy cùng nhau đọc nào. Mad, mad và mat, mat. Vậy các bạn ơi, đó chính là ba cặp âm ở cuối từ mà chúng ta dễ gây nhầm lẫn. Bằng chứng đó chính là cặp âm nào nhỉ? Sh và ch, sh và s, cũng như là âm cuối cùng chính là gì nhỉ? Ch và d. Tuyệt vời rồi. Như vậy hy vọng rằng video lần này đã trở nên hữu ích với mọi người. Cố gắng tập đọc các âm cho thật là vững để chúng ta sẽ không bao giờ gặp phải những tình huống trớ trêu trong giao tiếp nhé. Cảm ơn tất cả các bạn và chúng ta sẽ cùng gặp nhau trong những video lần tới. Goodbye, see you guys later.